Biết trước như vậy, thuộc hạ sẽ một nhát giết chết Trần Thế Mỹ trở về giang hồ, khỏi phải liên lụy tới đại nhân. Đứng lại! Mẹ ơi! Phò mã! Có đúng thật phò mã không quen họ? Thật sự không quen? Người dám nói một lần nữa không? Chứ hồ gì? Bố phụ đang ở đây, không được hỗn láo, lui ra. Làm sao bổn cung biết tại sao hắn tự sát? Tại vì hắn không làm theo mệnh lệnh của phò mã, giết hại phụ nữ trẻ thơ, nên mới chọn con đường tự sát. Tại sao Triệu Hồ Vệ lại nói như vậy? Đối với chuyện này bổn cung không biết gì hết. Ngài Triệu Hồ Vệ, phò mã già muốn nói chuyện này không liên can tới phò mã. Thật ra là không. Nói như vậy, Hàn Kỳ phụng lệnh giết hại Trần Xuân diệt khẩu, kể cả cử nhân thì rất vô tội bị chôn trong rừng, cũng không liên can tới phò mã hay sao? Tất nhiên là không. Bao đại nhân, nếu như đại nhân muốn bổn cung đến đây là để hỏi những điều này, bổn cung đã trả lời rồi, bây giờ xin cáo từ. Khoan đã, bổn phủ còn muốn phò mã gia nhìn nhận vài người. Đưa mẹ con Tần Hương Liên lên đây. Dạ. Là cha đó. Cha. 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 Cha đi đâu vậy? Cha đi đâu vậy cha? Cuối cùng mà đại nhân đã tìm được cha rồi. Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha lắm. Con nhớ, nhớ cha lắm. Cha. Cha, sao cha bỏ tụi con? Cha. 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 Mẹ, 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 con sao? Tụi mày là tạp chủng từ đâu tới? Bám lấy bụng cũng như làm cái gì? Cha thật sự không cần chúng ta trời Mỹ. Thật ra Quỳnh con là con người không? Mẹ, chúng là con ruột của Quỳnh mà. Nghĩ đi. Mẹ, ngươi là ả điên từ đâu đến? Thật ra bụng cũng không quen biết ngươi. Ai bảo các ngươi đến chu quan cho bụng cũng? Bao đại nhân, sự kiên nhẫn của bổn cung có hạn. Cáo từ. Đứng lại! Mẹ ơi! Phò mã, có đúng thật phò mã không quen họ? Thật sự không quen? Người dám nói một lần nữa không? Chứ hồn gì? Bổ phụ đang ở đây, không được hỗn láo, lui ra. Trương Long Triệu Hổ. Dạ. Đưa mẹ con Tần Hương Liên trở về phòng, thu xếp cho ổn thỏa. Dạ. Mẹ, mẹ ơi. Bao đại nhân, như vậy là thế nào? Chẳng lẽ đại nhân muốn bổn cung đến đây là để sỉ nhục bổn cung, hãm hại bổn cung như vậy sao? Phò mã, bổn phủ đã biết phò mã và mẹ con họ có quan hệ gì. Nếu như phò mã chịu nhìn nhận họ. Bao đại nhân, bổn cung nhắc lại một lần nữa, thật ra bổn cung không có quen họ. Bao đại nhân đừng nói thêm nữa. Bổn phủ hiểu rồi.
Nếu phò mã cô chấp không chịu nghe lời khuyên, đừng trách bổn phụ làm theo quốc pháp không nể tình. Xưa nay Bao đại nhân thiết diện vô tư, có từng nể tình gì chưa? Hơn nữa những lời Bao đại nhân vừa mới nói thật ra không liên quan đến bổn cung. Bổn cung tin rằng ngoài chuyện Bao đại nhân có ả điên luôn miệng nói lời điên khùng đó ra, thật ra không thể đưa ra chứng cứ nào khác. Muốn có bằng chứng thì có kho gì, chỉ sợ một khi bổn phủ đưa chứng cứ ra rồi, e rằng tính mạng của phò mã sẽ khó mà giữ được. Bao đại nhân không cần buông lời hăm dọa. Nếu Bao đại nhân đã có chứng cứ, đã thăng đường xét xử bổn cung rồi, có cần làm gì chuyện như vậy để dối gạt bổn cung hay không? Theo ý của phò mã, bổn phủ phải thăng đường xét xử. Chỉ sợ đại nhân không dám xử mà thôi. Được, bổn phủ rất muốn xem có gì không dám. Dương Triều Mãn. Dạ. Dạ. Truyền lệnh thăng đường. Dạ. Dạ. Người dưới đường kia là ai? Đang nhậm chức ở cung nào, phủ nào? Nhà ta là Ngụy Minh, là tổng quản phủ phò mã. Tổng quản phủ phò mã, tại sao lại đến trước đường bổn phủ? Nhà ta đến tự thu. Tổng quản đến đây tự thu là vì vụ án mạng nào? Nhà ta đã lệnh cho thị vệ Hàn Kỳ của phủ phò mã giết người diệt khẩu, đồng thời chôn cất thi thể ở khu rừng bên ngoài thành Đông. Nhà ta đã phạm tội sai khiến người khác giết người. Nói như vậy, tổng quản thừa nhận đã sai khiến giết người. Đúng. Nếu tổng quản đã thừa nhận tội trạng thì đã là người có tội. Trên công đường của bổn phủ có đường quy, bất kể tổng quản có chức quan gì, bây giờ đều đã không được miễn quỳ. Còn không quỳ xuống nghe xử. Ngụy Minh. Có phạm quan. Người phái Hàn Kỳ sát hại người khác, bổn phủ đã đào thi thể đó lên. Bổn phủ hỏi người, người ăn mặc như thư sinh bị chôn gần nửa năm nay thật ra là ai? Hồi báo đại nhân, người đó là Trần Thế Mỹ, cử nhân thi rớt đến từ Bạch Dân Tự Hợp Phì Lỗ Châu Phủ. Ủa, có phải cùng tên cùng họ với phò mã? Đúng vậy. Tại sao người sát hại hắn? Hồi báo đại nhân, tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ phụng chỉ diễu hành gặp được công chúa. Công chúa có ý triệu hắn làm phò mã. Nào ngờ phạm quan phát hiện hắn đã có vợ con. Vì muốn lấy lòng công chúa, phạm quan điều tra ra có một cử nhân thi rớt, còn cùng họ cùng tên với trạng nguyên. Vì vậy phạm quan đã thu xếp đánh trao học tịch của hai người, đồng thời phái Hàn Kỳ giết hắn diệt khẩu, sử dụng thân phận của hắn. Phạm quan lại thu xếp trạng nguyên mạo nhận người khác tiểu là phò mã. Quan được trạng nguyên đó 10 năm đèn sách mài thủng nhiên sắc mới thi đậu trạng nguyên quan tông diệu tổ, sao lại nghe thu xếp của ngươi mạo danh người khác? Rõ ràng là vì hắn ham mê vinh hoa phú quý, hợp mưu thông đồng với ngươi. Không không, bao đại nhân, chuyện này không liên quan đến phò mã gia. Trong lúc phạm quan đến khuyên phò mã gia mạo danh người khác, còn bị phò mã gia từ chối nặng lời. Ngụy công công, tại sao công công dám đưa ra yêu cầu vô lý này với tệ hạ? Ở quê nhà, tệ hạ đã có vợ con rồi, sao có thể giả mạo thân phận người khác để làm phò mã? Cách làm này không những hại tệ hạ phải bất nghĩa, mà còn hại cả công chúa đó.
Trạng Nguyên Công nói vậy là sai rồi. Có ai mà không muốn được vinh hoa phú quý? Nếu như được kiểu làm phò mã thì sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Có nhiều người mong muốn còn không được nữa là. Tuy tại hạ xuất thân bần hàn, nhưng đối với vinh hoa phú quý không bận tâm đến. Nửa đời khổ luyện kim bản đề danh là vì quan tông diệu tổ che chở vợ con. Bây giờ lại muốn tại hạ mạo danh người khác bỏ mặc Tào Khang không lo. Tại hạ không thể tuân lệnh. Nếu Ngụy Công Công còn dám nhắc đến chuyện này, đừng trách Thế Mỹ không nể mặt, đuổi Ngụy Công Công ra khỏi đây đó. Trạng Nguyên Tông, vì nhà ta không muốn để công chúa thất vọng nên đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nếu Trạng Nguyên Công kiên quyết không chịu, vì nhà ta muốn bảo vệ bản thân, không thể không giết Trạng Nguyên Công diệt khẩu. Tài hạ đã đọc sách Thánh Hiền, hiểu chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Dù Ngụy Công Công có dùng cái chết để uy hiếp, tài hạ cũng quyết không thỏa hiệp. Trạng Nguyên Công không sợ chết. Chẳng lẽ Trạng Nguyên Công không suy nghĩ cho tính mạng già trẻ trong nhà? Công Công nói gì? Nếu Trạng Nguyên Công không đồng ý, nhà ta chỉ còn cách không những lấy mạng của Trạng Nguyên Công, mà ngay cả cha mẹ tuổi già, kể cả thê tử con cái, tính mạng của năm người này e rằng cũng khó mà thoát chết. Công Công chẳng giết hại họ sao? Trạng Nguyên Công chỉ cần làm theo thu xếp của nhà ta, tự nhiên họ không bị tổn thương nào. Nếu không, Phạm Quang đã dùng tính mạng cả nhà để uy hiếp Trạng Nguyên Công. Trạng Nguyên Công không thể làm khác, chỉ còn cách tuân lệnh. Trần Thế Mỹ kia có phải bị người uy hiếp mới mạo danh hay không? Không liên quan đến chuyện tự thú, tạm thời bổn phủ không truy cứu. Vậy thi thể thứ hai đó là ai? Người đó đến từ Quyển Thư Thành Lỗ Châu, địa báo của Trần Gia Thôn Trần Xuân. Tại sao người muốn sát hại hắn? Hồi đại nhân, Trần Xuân kia là nhân chứng bao đại nhân truyền đến chứng minh thân phận của phò mã. Thật ra Phạm Quang không hề quen biết hắn. Nào ngờ trước ngày bao đại nhân đến phủ phò mã, đột nhiên hắn đến tìm Phạm Quang. Chính là hắn. Công Công, Công Công chính là tổng quản của phủ phò mã hả? Chính là nhà ta. Ngươi lại tìm nhà ta có chuyện gì? Tiểu nhân là địa bảo của Trần Gia Thôn Huyện Thư Thành. Công Công có thể đến đầu đó nói chuyện không? Người tìm nhà ta thật ra có chuyện gì? Cứ nói đi. Dạ, tiểu nhân là bao đại nhân cai phong phủ cố tình mời từ Trần Gia Thôn đến đây đó. Bao đại nhân mời ngươi đến cai phong phủ thì liên quan gì đến nhà ta? Dĩ nhiên là có liên quan đến Công Công rồi. Ngày mai tiểu nhân sẽ theo bao đại nhân đến phủ phò mã. Bao đại nhân đến phủ phò mã làm gì? Bao đại nhân muốn tiểu nhân đến phủ phò mã nhận người. Nhận ai? Nhận phò mã gia, để xem có phải Trần Thế Mỹ của Trần Gia Thôn hay không. Vậy thì sao?
Phò Mã Gia có phải là người của Trần Gia Thôn hay không? Đều dựa vào một câu nói của tiểu nhân. Vậy ý của ngươi là... Hiện nay Trần Gia Thôn đang gặp nạn đói. Tiểu nhân thân là địa bảo, dù sao cũng phải suy nghĩ cho hương thân trong làng. Nếu như nếu như có 50 lượng bạc giúp các hương thân vượt qua nạn đói lần này. Ta hiểu rồi. Nếu nhà ta chịu bỏ ra 50 lượng giúp đỡ nạn nhân ở Trần Gia Thôn, vậy người sẽ đền đáp ta như thế nào? Ngày mai trong lúc gặp Phò Mã, tiểu nhân nhất định sẽ nói là xưa nay chưa từng gặp ông ấy. Vì Phạm Quang không muốn thân phận Phò Mã bị vạch trần, chỉ còn cách làm theo yêu cầu của Trần Xuân, cho nên hắn đã đưa lời khai giả trước mặt bao đại nhân. Nếu Trần Xuân kia đã bị ngươi mua chuộc đưa lời khai giả, tại sao ngươi còn phái Hàn Kỳ sát hại hắn? Trần Xuân kia lòng tham không đáy, hắn còn muốn lấy thêm 500 lượng. Phạm Quang sợ hắn thường xuyên tống tiền, hậu hoạn khôn lường, cho nên mới phái người giết hắn diệt khẩu. Phò Mã có biết chuyện này hay không? Phò Mã gia đã quen biết Trần Xuân nhiều năm, không lý nào không quen. Dĩ nhiên có biết chút ít. Nếu không, làm sao có thể bình tĩnh trước mặt bao đại nhân? Nhưng mà Phò Mã gia chỉ biết Trần Xuân nhận hối lộ, ngoài ra không biết gì cả. Người biết cách nói chuyện giúp cho hắn. Phạm Quang đang nói sự thật. Bổn phủ lại hỏi người, vì Tần Hương Liên không nhẫn tâm để Trần Thế Mỹ đầu người hai nơi, nên đã nói dối Phò Mã không phải là phu quân của ả. Hơn nữa, ba mẹ con ả đã rời khỏi kinh thành về quê. Tại sao ngươi còn phái Hàn Kỳ truy sát họ? Và tại sao Hàn Kỳ đó lại tự sát? Tần Hương Liên đánh trống kêu quan ở Khai Phong phủ, Phạm Quang đã nhận được mật báo. Tuy Tần Hương Liên không vạch trần thân phận thật sự của Phò Mã, nhưng mãi mãi là mối uy hiếp. Vì Phạm Quang muốn tiêu diệt hậu hoạn, mới phái Hàn Kỳ truy sát họ. Còn về chuyện tại sao Hàn Kỳ tự sát thì Phạm Quang không biết. Chẳng lẽ những điều này Phò Mã đều không biết hay sao? Đây đều là hành vi của Phạm Quang, Phò Mã gia thật sự không hay biết. Theo như người nói, chẳng lẽ người muốn gánh tội cho hắn? Bao đại nhân, Phạm Quang không có ý này, xin bao đại nhân minh xét. Vậy thì bổn phủ lại hỏi người, ba mạng người này và rất nhiều tình tiết, bổn phủ vẫn chưa liệt ngươi vào tội phạm tình nghi. Tại sao ngươi lại chủ động đến đây tự thú? Nếu không phải muốn gánh tội cho người khác, tại sao lại như vậy? Bao đại nhân xử án như thần, người đời ai cũng biết. Nếu vụ án này bao đại nhân đã bắt tay điều tra, Phạm Quang biết không thể thoát tội. Nếu để bao đại nhân bắt về quy án, chỉ bằng tử thú còn hơn, biết đâu có thể giảm hình phạt. Với tội lỗi như ngươi đã nói, e rằng tội chết khó thoát. Nếu Phạm Quang khó thoát tội chết, tại sao phải để Phò Mã bị liên lụy chứ? Công chúa đang mang thai, sao Phạm Quang có thể nhẫn tâm? Bao đại nhân, Phạm Quang đã phạm tội sai khiến người khác giết người, mong rằng bao đại nhân xử trí theo quốc pháp,
đừng kéo theo bất cứ ai. Cũng được. Nếu như ngươi đã nhận tội, Công Tôn tiên sinh, có học trò, cho hắn điểm chỉ. Dạ. Đại lao chờ xét xử. Dạ. Khoan đã. Bao đại nhân, tại sao bao đại nhân không phán hình phạm quan? Người chủ động tự thú, thừa nhận tội trạng, bổn phủ đã lập thành an tình. Hơn nữa, ngươi đã điểm chỉ ở đây. Sau này, khi Trần Thế Mỹ bị bắt quy án, sẽ góp lại xét xử. Phạm quan nói rồi, mọi chuyện không có liên quan đến Phò Mã Gia. Có liên quan hay không, bổn phủ tự quyết định, không liên quan tới người. Bãi được. Đại nhân, tại sao Ngụy Minh chủ động tới đây tự thú? Lời khai của hắn thật ra là thật hay giả đây? Trong giả có thật, trong thật có giả. Trong bản lời khai này, thật giả xen lẫn. Mục đích chung trong này chính là cố gắng nghĩ cách để Trần Thế Mỹ thoát khỏi liên can. Hắn muốn Trần Thế Mỹ thoát tội sao? Dùng y rất rõ ràng. Đại nhân, trong lời khai của hắn, xuất thân của Trần Thế Mỹ ở Bạch Dân Tự, kể cả quá trình đánh tráo học tịch, hắn đều đã khai rất rõ ràng. Thật ra đại nhân muốn đưa ra bằng chứng cần phải tốn thêm công sức. Bây giờ hắn lại chủ động thừa nhận, chắc là còn có mục đích khác. Tại vì hắn biết bổn phủ đã nắm được chứng cứ, sớm muộn gì cũng có thể chứng thực. Chủ động thừa nhận chẳng qua là muốn nhân mạnh độ tin cậy trong lời khai của hắn mà thôi. Cho dù hắn gánh hết mọi tội ác, Trần Thế Mỹ vẫn phạm tội khi quân, mạo nhận người khác. Ngụy Minh chủ động tới đây tự thú, Trần Thế Mỹ cũng không tiêu diêu ngoài vòng pháp luật được. Lời nói của Triển Hậu Vệ đúng lúc là điểm mâu chốt. Kê sạch rút củi dưới lò của Ngụy Minh, không thể để cho Trần Thế Mỹ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Tại sao hắn còn hy sinh bản thân đến đây để tự thú? Trừ khi hắn còn thu xếp khác. Thần mau chứng phủ doãn khai phong phủ, khâu kiên thái hậu nương nương. Thiên tuệ, thiên thiên tuệ. Bao khanh bình thân. Tạ nương nương. Bao khanh. Có thần. Ai gia truyền khanh vào cung, khanh biết gì chuyện gì không? Hồi thái hậu, chắc là vì chuyện phủ Phò Mã. Không sai, vậy thì tốt. Hôm nay ai gia sẽ giáp mặt để nói rõ ràng với khanh. Khai bẩm thái hậu, vụ án này liên quan đến 3 mạng người. Khai phong phủ đã lập án và đang điều tra. Chẳng hay thái hậu muốn nói điều gì với bao chứng?
Bao Khanh không cần liệt vụ án này vào công án. Ba mạng người mà Khanh nói, Ngụy Minh không phải đã khai hết rồi sao? Có liên quan gì đến phò mã? Công chúa và phò mã đã nói rõ ràng mọi chuyện với Ai Gia rồi. Bao Khanh cũng không cần cảm thấy ngạc nhiên. Khai bẩm Thái hậu, trước mặt Thái hậu, công chúa với phò mã đã nói những gì? Tuy là thần không biết, nhưng bao chứng có thể khẳng định được, thế tử nguyên phối của phò mã Tần Hương Liên và hai đứa con đã nói gì, đã chịu tội gì? Chắc chắn là về điều này Thái hậu hoàn toàn không hề hay biết. Bao chứng, Khanh nói như vậy là có ý gì? Thần không dám vô lễ hỗn lao, nhưng nếu như Thái hậu muốn bao chứng nói rõ hết tất cả mọi chuyện thì nên nghe lời nói từ hai phía, không thể chỉ nghe lời nói một phía từ công chúa và phò mã. Được rồi, vậy thì Ai Gia sẽ nghe cách nói của Khanh. Thần bạo gan xin Thái hậu cho lui hết tả hữu. Các người lui hết đi. Dạ. Khanh có thể nói rồi. Thần tuân chỉ. Cái gì? Nói như vậy, nếu có khả năng Trần Thế Mỹ sẽ thoát tội hoàn toàn. Tiễn hộ vệ đừng nóng ruột, ít ra bây giờ hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ đặc xá. Thái hậu truyền đại nhân vào cung chính là vì chuyện này. Chẳng lẽ Thái hậu không xin hoàng thượng hạ chỉ sao? Điều này xem là phải dùng tới thủ đoạn giang hồ rồi. Không, Tiễn hộ vệ không được manh động. Xưa nay đại nhân xem điều ác như kẻ thù, quyết không để Trần Thế Mỹ thoát tội đâu. Hãy đợi đại nhân hồi phủ rồi hãy tính. Tần Hương Liên này cũng được xem là đứa con dâu hiền đức. Vậy mà Trần Thế Mỹ kia lại bất mãn vì điều này. Vì ham mê vinh hoa phú quý, ruồng bỏ Tần Hương Liên như cỏ rác vậy. Đó là bị Ngụy Minh ép buộc, hắn cũng là bất đắc dĩ thôi. Thái hậu, lời nói dối như vậy làm sao tin được? Bao Khanh, Ai Gia không phải tin hắn, mà là bây giờ công chúa đang mang thai con của hắn. Làm sao Ai Gia có thể nhẫn tâm để đứa trẻ mất cha, công chúa mất chồng? Thái hậu, vậy thì cha của Xuân Ca Đông Muội, phu quân của Tần Hương Liên thì sao đây? Không phải là bao chuyện ép buộc, nhất định phải lấy mạng phò mã mới được. Hành vi của Trần Thế Mỹ kia đã là thiên lý bất dung, quốc pháp khó tha. Thái hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, muôn dân kính trọng, làm sao có thể vì một Trần Thế Mỹ tổn hại đến danh dự của hoàng gia, khi thiên hạ bàn tán, Thái hậu lại phải đối mặt với ba tên thiên hạ như thế nào sau đây? Bao chứng, thần bảo gan nói thẳng, nếu như Thái hậu muốn trị tội xuất ngôn phạm thượng của bao chứng, bao chứng cam tâm chịu phạt. Bao chứng, Khanh biết Ai Gia ngoài thân phận đương kim Thái hậu ra còn là mẫu thân của công chúa không? Tuy công chúa không phải là con ruột của Ai Gia, nhưng Ai Gia đã xem nó như con ruột. Là mẹ người ta, trong lúc này nên làm thế nào đây? Thái hậu, Khanh nghe Ai Gia nói đã. Xưa nay Khanh đều chấp pháp giữ pháp, Ngụy Minh đã gánh tội rồi, Khanh lại không thể chứng minh phò mã liên quan đến vụ án. Vậy phò mã chỉ còn tội danh mạo danh người khác, bỏ vợ tái hôn thôi. Ai Gia tin chắc là hoàng thượng sẽ hạ chỉ đặc xá cho hắn. Bao Khanh, chiếu theo pháp luật, Khanh không thể trị tội phò mã rồi. Tại sao Khanh còn bám chặt không buông? Thái hậu nói không sai. Vụ án ba mạng người,
có lẽ Phò Mã có thể thoát tội. Nhưng mà Tần Hương Liên có thể kiện hắn tội bất hiếu với cha mẹ, ruồng bỏ vợ con, chiêu theo pháp luật, bao chứng vẫn có thể xử hắn tội được. Nếu Tần Hương Liên bãi bỏ kiện cáo thì sao? Thiếu nguyên cáo thì Khanh sẽ xử như thế nào? Thái hậu, Tần Hương Liên đã chịu khổ nạn dày dò như vậy, làm sao chịu bãi bỏ kiện cáo? Bao Khanh, điều này không liên quan đến Khanh. Ai gia sẽ dùng thân phận gia trưởng khuyên Tần Hương Liên để ả bãi bỏ kiện cáo. Còn nữa, Khanh hãy thông báo Tần Hương Liên, nói là ai gia muốn triệu ả vào cung để nói chuyện nhà họ Trần với ả. Thần tuân chỉ. Còn nữa, trước khi ai gia nói chuyện với ả, không cho phép Khanh có hành động gì với Phò Mã. Nếu không, ai gia sẽ phán Khanh tội kháng chỉ. Thái hậu có làm khó ngươi không? Dạ không. Bà ấy đã nói gì với ngươi? Có phải muốn hủy bỏ kiện cáo hay không? Bao đại nhân, Thái hậu nói nếu hoàng thượng hạ chỉ đặc xá Trần Thế Mỹ sẽ không bị xử trí theo tội khi quân. Những gì bà ấy nói có thật không? Không sai, đúng là như vậy. Hương Liệt dám hỏi bao đại nhân, chẳng lẽ đây là luật pháp của triều đình? Ác pháp cũng là pháp, bốn phủ không thể làm gì khác được. Nếu đã như vậy, Hương Liên hiểu rồi. Xin bao đại nhân cho phép Hương Liên đưa hai con về quê. Cô vẫn có thể kiện Trần Thế Mỹ về tội bất hiếu với cha mẹ, bỏ rơi vợ con mà. Công tôn tiên sinh, nếu như Trần Thế Mỹ kia có tội, có phải cũng chỉ là trường hình giam giữ không? Không sai. Vậy Hương Liên còn kiện hắn để làm gì? Chỉ bằng hủy bỏ kiện cáo còn hơn. Có phải Thái hậu muốn cô hủy bỏ kiện cáo không? Thái hậu nói đồng ý cho mẹ con Hương Liên một số tài sản lớn. Cô đồng ý điều kiện của bà ấy à? Không đâu, Hương Liên chưa đi đến mức phải bán rẻ phu quân của mình. Nếu như vậy, sao cô còn muốn hủy bỏ kiện cáo? Có phải vì hình phạt quá nhẹ không? Chỉ là Hương Liên quá tức giận. Đây là ý gì? Hương Liên dẫn con lên kinh tìm kiếm, thật ra đã hết cách rồi. Nhưng có người tốt bụng nói bao đại nhân ở Khai Phong phủ có xương hiệu Thanh Thiên, nhất định rửa sạch oan ức cho Hương Liên. Nào ngờ sau khi trải qua sóng gió, ngay cả hoàng thượng và thái hậu cũng xen vào chuyện này. Luật pháp triều đình cũng khiến bao đại nhân phải bất lực, không còn cách nào khác. Cho đến hôm nay,
Xuân liền mới biết được. Trên đời này làm gì có thanh thiên? Cho dù hoàng thượng là bầu trời trên bầu bá tánh, nhưng đó chẳng qua là bầu trời giết người mà thôi. Từ nay về sau, Hương Liệt không tin tưởng công bằng chính nghĩa nữa. Từ nay về sau, Hương Liệt sẽ không tin thiên lý báo ứng nữa. Từ nay về sau, Hương Liên có hàm quan đến chết cũng sẽ không kêu quan nữa. Khoan đã, Tần Hương Liên, vừa rồi ngươi vừa nói gì? Cho dù Hương Liên có hàm quan đến chết cũng không kêu quan nữa. Quay mặt qua đây. Bổn phụ có nói không làm chủ cho ngươi không? Bổn phụ có nói là để cho Trần Thế Mỹ kia được tiêu diêu ngoài vòng pháp luật hay không? Hôm nay bổn phụ sẽ cho ngươi thấy công lý chính nghĩa vẫn còn, thiên lý bao ưng vẫn còn. Bao đại nhân, quan ức quá. Chuyện hộ vệ có thuộc hạ lập tức đến phủ phò mã bắt giữ Trần Thế Mỹ về quy án, không được chậm trễ. Dạ. Triển hộ vệ, Triển hộ vệ đến đây có việc gì? Phụng lệnh bao đại nhân đưa phò mã tới khai phòng phủ xét xử. Hả? Cái gì? Phò mã nên ngoan ngoãn theo Triển mổ đi. Nếu để Triển mổ phải mời, e rằng phò mã sẽ chuốc lấy nhục nhã. Hỗn láo, bổn cung là phò mã đương triều, đừng nói là ngươi, cho dù là bao đại nhân cũng không dám vô lễ với ta như vậy. Có lẽ bao đại nhân sẽ cho phò mã giữ lại chút sĩ diện, chắc phò mã gia vẫn chưa biết Triển mổ xuất thân giang hồ. Với tính tình của Triển mổ, lúc nào cũng có thể lấy mạng phò mã. Triển hộ vệ, đừng nổi giận, đừng nổi giận, bổn cung sẽ đi theo ngài. Đi thôi. Cho giải phạm nhân Ngụy Minh. Giải phạm nhân Ngụy Minh lên công đường. Ngụy Minh, có phạm quan. Hôm qua người đến khai phong phủ để tự thú. Trên công đường của bổn phủ, ngươi đã thành thật thừa nhận tội trạng. Hôm nay có cần bổn phủ xét hỏi lại hay không? Phạm quan đã nhận tội rồi, sao bao đại nhân còn muốn xử lại? Trong lời khai của ngươi đã thừa nhận tội trạng dưới đây, bổn phủ sẽ lần lượt nhắc lại. Nếu như ngươi muốn sửa đổi lời khai, ngươi có thể đề xuất với bổn phủ ngay tại đây. Ngươi hiểu chứ? Phạm quan hiểu rồi. Theo lời khai của ngươi, công chúa có ý triệu Tân Khoa Trạng Nguyên Trần Thế Mỹ làm phò mã. Ngươi đã điều tra hắn đã có vợ con. Sau đó ngươi tìm được cử nhân thi rớt của Bạch Dân Tự Hợp Phì cùng tên cùng họ với hắn, đổi ngược học tịch của hai người này để Trạng Nguyên mạo danh người khác được triệu làm phò mã. Có phải vậy không? Đúng là như vậy. Để đề phòng bị vạch trần, ngươi đã lệnh cho thị vệ phủ phò mã Hàn Kỳ sát hại Trần Thế Mỹ của Bạch Dân Tự. Sau đó
xác chôn ở khu rừng ngoài thành Đông, phải vậy không? Phải. Nguyên phôi của phò mã Tần Hương Liên đến gặp bổn phủ kiện Trần Thế Mỹ, ruồng bỏ vợ con, địa bảo của Trần Gia Thôn là Trần Xuân đã được bổn phủ truyền đến Khai Phong phủ để nhận người. Người mua chuộc hắn cho lời khai giả, sau đó lại lệnh cho Hàn Kỳ sát nhân diệt khẩu, đúng vậy hay không? Đúng vậy. Tần Hương Liên không nhẫn tâm nhìn thấy phò mã thọ hình, thà hủy bỏ kiện cáo trở về quê nhà, vì muốn diệt cỏ tận gốc, cắt tuyệt hậu hoạn. Ngươi lại phái Hàn Kỳ truy sát hai mẹ con họ, có chuyện này không? Hồi bao đại nhân, tuy Phạm Quan có ra lệnh cho Hàn Kỳ đi truy sát nhưng không thành công. Đó là gì? Hàn Kỳ còn có chút nhân tính nên đã tự sát mà chết, cho nên ba mẹ con Tần Hương Liên mới được toàn mạng, sau đó lại đề xuất kiện cáo với bổn phủ. Lời khai vừa rồi có điểm nào người muốn sửa đổi hay không? Không. Phạm Quan nhận hết tội lỗi. Được, nếu đã là vậy, người dưới đường nghe phán. Khoan đã. Tại sao? Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Bao đại nhân, tuy Phạm Quan đã thừa nhận tội trạng nhưng mọi chuyện đều không liên quan tới phò mã gia. Câm miệng. Có liên quan đến phò mã hay không, bổn phủ sẽ có phán quyết, ngươi không cần phải có nhiều lời. Nguy Minh, ngươi thân là tổng quản ở phủ phò mã nhưng lại xem thường luật pháp triều đình, liên tiếp sai khiến Hàn Kỳ sát hại người vô tội, dung túng Trần Thế Mỹ mạo danh người khác, đã phạm đại tội khi quân. Ba nhân mạng bị hại, hai gia đình phải tan vỡ, tội lỗi nghiêm trọng, luật pháp khó tha, chiêu theo luật lệ đại tông, bổn phủ phán ngươi tội chém đầu. Người đâu? Dạ. Chuẩn bị hổ đầu đao. Dạ. Chơi được không mẹ? Không được đâu. Bao đại nhân nói rồi, chúng ta không được rời khỏi ngôi nhà này. Tại sao vậy mẹ? Tại vì vì bao đại nhân đang xét xử kẻ xấu, nếu các con ra ngoài chơi nhất định sẽ ảnh hưởng đến bao đại nhân.
là kẻ xấu gì vậy? Mẹ cũng không biết. Nhưng sau khi Xuân Ca lớn lên, không được làm chuyện xấu, hiểu chưa? Dạ hiểu. Vậy con với Đông Muội sẽ chơi ở trong nhà. Chơi đi. Nhanh lên, nhanh lên, quên tìm Muội đi. Nhanh lên, tìm Muội qua đi. Bên kia đi. Được. Tìm Muội đi, nhanh lên. Phò Mã Gia. Bao đại nhân, vừa rồi trong lúc xét xử tuyên phán hành hình Ngụy Minh, Phò Mã đã tận mắt chứng kiến, chẳng hay Phò Mã nhận thấy thế nào? Ngụy Minh đã phạm trọng tội, tội ác tày trời, quả là đáng chết. Bao đại nhân, xử án rất công bằng, bổn cung khâm phục. Phò Mã đừng vội khâm phục bổn phụ, bây giờ đến lượt Phò Mã gia rồi. Vừa rồi Ngụy Minh đã nói rất rõ ràng, những chuyện đó đều không liên quan đến bổn cung mà. Bất kể liên quan hay không, đều không liên quan đến chuyện bổn phụ xét hỏi Phò Mã. Vậy bao đại nhân muốn xét hỏi bổn cung chuyện gì? Trong tay bổn phụ có một cáo trạng. Một người đàn bà ở Trần Gia Thôn trên tầng Hương Liên, kiến chồng của ả, Trần Thế Mỹ, bất hiếu với cha mẹ, ruồng bỏ vợ con. Phò Mã chính là bị cáo ở trong vụ này. Chẳng hay Phò Mã có biện giải gì? Cha mẹ của bổn cung đã qua đời vì nạn đói ở quê nhà. Nhưng lúc đó bổn cung đang ở trên kinh thành, không hề hay biết. Bổn cung cũng biết là mình đã phạm tội bất hiếu. Bổn cung đồng ý chấp nhận phán quyết theo luật của bao đại nhân. Vậy ruồng bỏ vợ con thì phải thế nào? Bao đại nhân, phu thê trên đời này làm sao đều được đầu bạc răng long. Nếu bao đại nhân phán tội theo điều này, bổn cung không có gì để nói nữa. Dù sao Phò Mã cũng chịu thản nhiên nhận tội. Trên công đường của bao đại nhân đây, làm sao bổn cung có thể xảo biện thoát tội? Bổn cung chờ nghe bao đại nhân phán tội. Khoan đã, ở đây đều là tố trạng của Tần Hương Liên. Bây giờ bổn phủ còn có một vụ khác liên quan tới Phò Mã. Bao đại nhân còn có vụ nào để xử bổn cung? Mạo danh người khác, bỏ vợ tay hôn, dối gạt hoàng thân, nghi quân phạm thượng. Bao đại nhân, ông... Vụ này không có nguyên cáo, ai cũng có thể tố giác được. Bổn phủ nắm giữ Khai Phong, dĩ nhiên có trách nhiệm chủ động điều tra. Bao đại nhân, đó là do Ngụy Minh ép buộc bổn cung thôi. Bổn phủ không nhìn thấy chuyện Ngụy Minh ép hôn, chỉ nhìn thấy người dùng Phò Mã chi tôn để sai khiến Ngụy Minh. Người muốn bổn phủ tin như thế nào? Bao đại nhân, đại nhân làm vậy là đặc biệt để bổn cung bước vào bẫy. Im ngay! Nếu người không phải ham mê vinh hoa phú quý, mất hết lương tâm, làm sao lại rơi vào cảnh tình ngày hôm nay? Bao đại nhân, bổn cung là Phò Mã đương triều, hoàng thân quốc thích. Khai Phong phủ của ngài không có quyền xét xử bổn cung. Phò Mã, Phò Mã hãy nhìn cho kỹ. Hoàng thượng ngữ ban, bà thanh đào long hổ cậu. Bổn phủ có quyền tiền trảm hậu tấu, tại sao lại không thể xử? Vậy thì đại nhân hãy theo bổn cung vào cung diện thánh, xin hoàng thượng định đoạt. Triển chiêu ở đây, đừng hòng tháo chạy. Người đâu?
Dạ. Lột bỏ mỏ hoàng của hắn, cởi bỏ áo bào. Dạ. Bao đại nhân, ông. Trần Thế Mỹ, ngươi đội ơn trời, thi đậu Trạng Nguyên, thì nên quang tông diệu tổ, cả nhà đoàn tụ. Vậy mà ngươi lại ham mê vinh hoa phú quý, bỏ rơi thê tử Tào Khang, mạo danh người khác, ở rễ hoàng thất, đánh mất nhân tính, sát hại vợ con. Đối với hạng bác tình phụ nghĩa, dông ân bội nghĩa như ngươi, nếu để cho ngươi thoát tội tiêu diêu bên ngoài, thử hỏi thì còn thiên lý quốc pháp nữa hay không chứ? Bây giờ đã thiên lý hiện rõ, nhân quả báo ứng lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Bổn phụ chiêu theo luật lệ đại tông, xử ngươi hình phạt chém đầu. Người đâu? Dạ. Dạ. Chuẩn bị lông đầu đao. Dạ. Bao đại nhân, bao đại nhân khai ân. Bao đại nhân. Bao đại nhân, bao đại nhân khai ân, bao đại nhân khai ân. Không. Thái hậu Gia Lâm. Thái hậu cứu mạng, công chúa cứu mạng, thái hậu cứu mạng. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bao chứng. Cải bẩm thái hậu, trên công đường có quy tắc của triều đình, hiện giờ còn có hình đao ngự ban của hoàng thượng ở đây, tha tội bao chứng không thể đại lễ bái kiến. Ai gia không phải đến để nhận đại lễ của ngươi. Ai gia muốn hỏi, thật ra ngươi định làm gì? Hồi thái hậu, bao chứng đang thăng đường xử án, hành hình theo quốc pháp. Điều ai gia muốn hỏi là tại sao ngươi lột mão cởi bào của phò mã để dùng đại hình? Hồi thái hậu, Trần Thế Mỹ chính là tội phạm bao chứng xét xử và hành hình. To gan. Phò mã là hoàng thân quốc thích, ngươi không có quyền xét xử. Thái hậu, hiện giờ có lông đầu đao ngự ban của hoàng thượng ở đây. Ai gia đã xin hoàng thượng hạ chỉ đặc xá rồi, lát nữa thánh chỉ sẽ đến đây. Hiện giờ bao chứng vẫn chưa nhận được thánh chỉ. Thánh chỉ chưa đến, ai gia không thể hạ chỉ thả người sao? Thái hậu, luật pháp triều đình đại tông ta nói rõ, hậu cung không thể can chinh. Bao chứng, người đâu? Dạ. Cướp người. Dạ. Triệu hộ vệ. Có thuộc hạ. Trên công đường, nếu như có người dám cướp phạm nhân, giết ngay tại chỗ. Giỏi cho bao chứng. Nếu hôm nay ngươi dám xử tử phò mã, ai gia sẽ buộc ngươi từ quan, hối hận suốt đời. Thái hậu. Mời thái hậu xem bốn chữ cùng chinh liên minh, không phải là văn chương trưng bày trước cửa để làm cho ra vẻ. Hoàng Ân phủ Doãn phủ Khai Phong còn do hoàng thượng ngự ban, triều đình phó thác, ba tên gửi gắm, quốc pháp gửi gắm, làm sao có thể vì một Trần Thế Mỹ mà thay đổi được? Hôm nay thái hậu lại vì hắn muốn bao chứng phải từ quan. Thái hậu, đừng nói là ô sa trên đầu, hôm nay bao chứng dù sao cũng phải đem Trần Thế Mỹ ra xét xử hành hình.
người đâu? Dạ. Khai đâu? Dạ. Theo cứu bạn, công chúa cứu bạn. Theo cứu bạn. Công chúa cứu bạn, theo cứu bạn. Cứu bạn. Mẫu Hồng. Cứu bạn. Cứu bạn. Thanh chị lên. Bao chứng. Thánh chỉ đã đến. Chẳng lẽ ngươi còn dám to gan làm càn, ngay cả thánh chỉ cũng không đếm xỉa sao? Đóng cửa lại. Bao chứng. Mẫu hậu. Đại nhân xử trảm Thế Mỹ, từ nay về sau hai đứa con đáng thương của con sẽ mất cha mãi mãi. Đại nhân quả nhiên thực hiện được lời hứa của ông ấy, không để Trần Thế Mỹ tiêu diêu bên ngoài. Nhưng cái giá phải trả có phải lớn quá không? Sau khi đại nhân vào cung sẽ chịu hình phạt như thế nào? Khó nói lắm, không tránh khỏi chuyện bị cách chức. Nếu như chiếu theo tội không tiếp chỉ, e rằng sẽ có lo lắng về tính mạng. Chẳng lẽ bao đại nhân không biết kết quả này sao? Đại nhân biết chứ. Biết rồi còn đi sao? Đây chính là điểm đại nhân khác với người khác. Vì chuyện tranh cãi pháp lý, đại nhân đã xem thường cái chết từ lâu rồi. Biết trước như vậy, thuộc hạ sẽ một nhát giết chết Trần Thế Mỹ trở về giang hồ, khỏi phải liên lụy tới đại nhân. Không, chuyện hồ vậy, chính vì đại nhân không muốn thấy hộ vệ lạm dụng tư hình, nếu không cũng không kiên quyết xử tử Trần Thế Mỹ. Trong lòng đại nhân, bảo vệ tôn nghiêm của quốc pháp là chuyện cao hơn tất cả. Nói như vậy thuộc hạ hại đại nhân rồi. Không, chưa hẳn như vậy. Với tính khí của đại nhân, thật ra là không tha cho Trần Thế Mỹ, chỉ là không muốn va chạm với hoàng thượng. Cô Tôn tiên sinh, chẳng lẽ đối với chuyện đại nhân vào cung diện thánh, chúng ta không giúp được gì sao? Khó lắm. Đại nhân với thái hậu trực tiếp xảy ra xung đột, rõ ràng thánh chỉ đã đến mà không chịu tiếp chỉ. Tuy hoàng thượng rất xem trọng đại nhân, nhưng mà không thể không bảo vệ quyền hạn của mình. Còn có một tia hy vọng. Hy vọng gì? Nói mau đi. Bạc Dương gia. Đúng rồi, tại sao quên mất ông ấy? Nếu trên đời này còn có người có thể khuyên được hoàng thượng đổi ý,
e rằng chỉ có bác Dương gia. Thuộc hạ lập tức đi gặp. Tiễn hồi về, ngươi có quyền ra vào cung cấm, hay là cùng với bác Dương gia đến đó đi, ta sẽ thu xếp ở đây. Ừ. Chưa. Sau khi bãi đường, Bao đại nhân đã tiếp thánh chỉ vào cung diện thánh rồi. Bao đại nhân lúc nào cũng ngoan cố như vậy. Lần này triển chiêu tới đây là muốn nhờ Dương gia giúp đỡ. Người muốn bổn vương vào cung khuyên can hoàng thượng sao? Muốn cứu đại nhân phải là bác Dương gia mới được. Nhưng mà đối với chuyện này bổn vương chưa hiểu hết mà. Dương gia yên tâm, Triển Chiêu sẽ đi với Dương gia, trên đường đi sẽ bẩm rõ mọi chuyện. Được, chuyện không nên chậm trễ, chuẩn bị kêu vào cung. Dạ. Bao chứng, khanh to gan lắm. Trần Thế Mỹ là muội phu ruột của trẫm, khanh muốn giết hắn cũng không bẩm tấu với trẫm trước, chẳng lẽ không thể nghe lời trẫm trước sao? Thái hậu đích thân đến công đường lại không thể ngăn cản khanh, chẳng lẽ ngay cả thái hậu khanh cũng xem thường sao? Rõ ràng khanh biết ý chỉ của trẫm đã đến, khanh còn dám kháng chỉ không nhận. Bao chứng, chẳng lẽ triều đình Đại Tống này là Khai Phong phủ của khanh quản lý sao? Thiên hạ triệu gia này là của Bao gia khanh sao? Thần tội đang muôn chết, xin hoàng thượng hạ chỉ ban cho thần cái chết để nguôi thanh nộ. Không đơn giản như vậy đâu. Khanh tưởng là dùng cái chết có thể xóa sạch hành vi phách lối, khi quân phạm thượng, thần bất tử bất trung của khanh hay sao chứ? Nếu trẫm muốn xử khanh tội chết, cũng phải xem lại tại sao khanh lại làm như vậy, cũng phải xem khanh ăn nói như thế nào đã. Hoàng thượng muốn bao chữ nói thật ra sao? Đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn phải nghe khanh nói dối để dối gạt trẫm sao? Thần không dám. Được, vậy thì khanh hãy thành thật trả lời câu hỏi của trẫm. Thần tuân chỉ. Tại sao khanh kiên quyết muốn giết phò mã? Chẳng hay đối với những vụ án phò mã có liên quan biết được bao nhiêu? Khanh còn hỏi ngược lại trẫm sao? Hoàng thượng, Bao Chứng phải xử Trần Thế Mỹ là vì hắn thực sự phải bị chết. Nếu như hoàng thượng biết khác với Bao Chứng, dĩ nhiên hoàng thượng khó mà tan đồng. Được, bất kể hắn phạm tội trẫm hiểu được bao nhiêu, khanh hãy kể hết rõ ràng vụ án này cho trẫm nghe. Trẫm sẽ phán quyết trong chuyện này có gì đó sai trái. Thần tuân chỉ. Lúc này Bao Chỉnh đang ở ngự thư phòng, hoàng thượng không tha cho hắn đâu. Con yên tâm, Ai Gia nhất định kêu hoàng thượng xử hắn tội chết. Mẫu hậu, con đừng buồn nữa. Số phận phò mã phải gặp tai kiếp này. Mẫu hậu, nhi thật không phải buồn vì chàng, mà là Ai Gia biết con đang thương cho đứa trẻ trong bụng,
Như vậy đi, con hãy dọn về cung ở với Ai Gia. Nhưng đứa trẻ này vẫn phải xa đời. Để cho ba đời chúng ta nương tựa vào nhau. Mẫu hậu. Mẫu hậu, con nghĩ Bao Chẩn không có lỗi. Con gái, con nói gì vậy? Dĩ nhiên Bao Chẩn có lỗi rồi. Không, con suy nghĩ kỹ rồi. Phò Mã có thể bỏ rơi mẹ con Tần Hương Liên, sau này cũng sẽ đối xử với con như vậy thôi. Không đâu, tại vì hắn bị Ngụy Minh ép buộc. Vì Ngụy Minh muốn lấy lòng con cho nên mới ép buộc Phò Mã mạo danh người khác. Chàng đường đường là một trạng nguyên công, chẳng lẽ phải sợ một thái giám tổng quản nho nhỏ? Hắn là một thư sinh chưa từng gặp quan. Hắn vừa mới đến kinh thành, vừa mới tiếp xúc với quan trường, dĩ nhiên trong một lúc đã bị Ngụy Minh dọa nạt, không dám không nghe lời hắn. Vậy sau đó thì sao? Chàng được triệu làm phò mã đã là hoàng thân quốc thích rồi, lúc nào cũng có thể trả thù Ngụy Minh, thậm chí lấy mạng của hắn. Tại sao chàng lại để cho hắn tự ý sắp xếp, để cho hắn hại người, thậm chí còn truy sát vợ con của mình nữa? Con muốn nói, trước đây chàng mạo danh người khác để được triệu làm phò mã, thật ra là tự nguyện. Vì vinh hoa phú quý chàng mới làm như vậy. Mẫu hậu, Bao đại nhân giết chàng là đúng. Nếu không sau này chàng cũng sẽ hãm hại con thôi. Hoàng thượng, Trần Thế Mỹ kia có dụng ý bất thiện, không bằng cầm thú. Nếu bây giờ hoàng thượng lại hỏi Bao Chẩn, Bao Chẩn vẫn xử tử hắn một cách không hề do dự. Thì ra là vậy. Trước đây trẫm còn trách hắn mạo danh người khác dối gạt trẫm, đều là tại vì hắn bị Ngụy Minh ép buộc. Nhưng bây giờ xem lại, hắn quả thật rất đáng giết. Ta hoàng thượng, khoan đã, trẫm vẫn chưa tha thứ cho khanh. Bác Dương gia đến. Mai là bổn vương đến kịp thời, nếu không thần tử trung thành của hoàng thượng, trụ cột chống trời của Đại Tống, đã bị hủy trong tay của hoàng thượng rồi. Tại sao hoàng thúc lại nói như vậy chứ? Nếu hoàng thượng hiểu rõ hành vi của Trần Thế Mỹ kia thì sẽ không hỏi như vậy đâu. Hoàng thúc, trẫm cũng biết Trần Thế Mỹ kia đáng giết, nhưng Bao Chẩn vẫn làm sai, hơn nữa còn sai đến không thể tha thứ được. Hả? Hoàng thượng nói thử nghe xem. Tuy Trần Thế Mỹ kia đáng giết, nhưng dù sao cũng là mũi tế ruột của trẫm. Khanh ấy muốn giết, tại sao không bẩm tấu với trẫm, sau đó mới luận tội theo quốc pháp? Nếu trước đây hoàng thượng biết chuyện Thái hậu và công chúa luôn tìm cách bảo vệ Phò Mã, hoàng thượng có để cho Bao đại nhân trị tội hắn hay không? Điều này... Nhưng mẫu hậu đã đích thân đến Khai Phong phủ, nhưng khanh ấy không hề nể mặt, còn kháng cự ngay lúc đó nữa. Hoàng thượng, trong lúc Thái Tổ Hoàng đế khai quốc, từng ban bố lệnh cấm, hậu cung không bao giờ được can chính. Lệnh cấm này vẫn được sử dụng đến bây giờ. Tuy Thái hậu là thân mẫu của hoàng thượng, làm sao có thể làm trái cấm lệnh của Thái Tổ Hoàng đế? Vì... Bao đại nhân thiết diện vô tư, có ai mà không biết. Cho dù có chống đối Thái hậu, cũng là bảo vệ thể chế của triều đình thôi. Bao đại nhân, vậy thì có tội gì nào? Nhưng mà khanh ấy biết rõ ý chỉ của trẫm đã đến, vậy mà còn ra lệnh đóng cửa lại. Như vậy đã là tội kháng chỉ rồi. Hoàng thúc, trẫm làm sao có thể tha tội cho khanh ấy đây? Về điều này, bổn vương không biết phải giải thích như thế nào. Bao đại nhân, tại sao lại không tự bẩm tấu với hoàng thượng? Bao Chẩn, khanh nói cho trẫm nghe đi, khanh còn gì để nói nữa không?
Khải Tô Hoàng thượng, tội ác của Trần Thế Mỹ, Bao Chứng không những muốn giết hắn, cho dù có thả hắn đi đâu, e rằng ai cũng muốn giết. Còn chỉ ý của Hoàng thượng đưa ra, lại là miễn xa không giết. Nếu Bao Chứng kháng chỉ bất tuân, nhất định tổn hại đến uy nghiêm của Hoàng thượng. Nếu Bao Chứng tuân chỉ, tuy là Trần Thế Mỹ có thể được miễn được tội chết, nhưng mà Hoàng thượng sẽ mang tiếng bị trách móc là xem thường quốc pháp, có ý bao che người thân. Bao Chứng thân là thần tử, làm sao có thể hại Hoàng thượng bất nghĩa? Trong lúc khó xử như vậy, Bao Chứng còn cách ra lệnh đóng cửa. Chỉ cần chưa nhận được thanh chỉ, bất kể thế nào, cũng không tổn thương đến Hoàng thượng. Bao Chứng thật sự bất đắc dĩ, xin Hoàng thượng minh xét. Đúng là trẫm đã trách lầm khanh rồi. Hoàng thượng, nếu đã như vậy, còn muốn Bao đại nhân quỳ ở đó nữa không? Bao khanh, khanh hãy mau đứng dậy đi. Ta Hoàng thượng. Chẳng lẽ Hoàng thượng còn có vấn đề gì khó giải quyết? Về phía Thái hậu thì... Thần sẽ vào cung xin chịu tội, để Thái hậu nguôi cơn giận. Vậy thì tốt. Nhưng mà Bao đại nhân đừng vội đến đó. Đợi Thái hậu nguôi giận mới đến, lúc đó cũng chưa muộn. Dạ, Bao Chứng hiểu rồi. Đại nhân về rồi à? Để công tôn tiên sinh phải lo lắng. Còn Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng đã hiểu nỗi khổ tâm của đại nhân, không trách tội đại nhân. Chúc mừng đại nhân. Công tôn tiên sinh, hai chữ chúc mừng này có phải quá đáng không? Dạ, học trò lỡ lời rồi. Tình hình trong phủ thế nào? Đại nhân, Tôn đại nhân và Nguyên Thông đại sư đã trở về Lỗ Châu, không kịp từ biệt với đại nhân, nên đã nhờ học trò truyền đạt. Chuyện này nhờ có hai người họ giúp đỡ. Sau này có thời gian, bổn phủ sẽ đến Lỗ Châu một chuyến. Một là về thăm quê nhà, sau đó là giáp mặt hỏi thăm họ. Chỉ sợ đại nhân công vụ bề bộn, không có thời gian thôi. Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác. Tình hình của Tần Hương Liên như thế nào? Sau khi cô ta biết Trần Thế Mỹ bị xử tử, trái lại tâm trạng rất buồn. Điều này không trách được. Tuy là quan ức đã được minh quan, nhưng mà dù sao cũng là phu thê nhiều năm, làm sao có thể quên được? À định về quê khi nào? Cô ta đang đợi đại nhân hồi phủ để từ biệt với đại nhân. Vậy thì mời ả đến đại sảnh nói chuyện. Dạ. Khai bẩm đại nhân, Thái hậu truyền chỉ mời đại nhân vào cung. Bộ phủ biết rồi, truyền lệnh chuẩn bị kiệu. Dạ. Xem ra còn phải để Tần Hương Liên đợi bộ phủ thêm một thời gian. Đại nhân, có phải Thái hậu vẫn oán hận đại nhân không? Đại nhân, có cần thuộc hạ vào cung cùng đại nhân không? Mọi người đang làm gì vậy? Bổn phủ là thần tử, Thái hậu truyền chỉ, chẳng lẽ còn phải lo an nguy cho bổn phủ hay sao? Không cần lo lắng. Bổn phủ tin là sẽ không có chuyện gì. Thank you.
Thần, Phủ Doãn, Phủ Khai Phong, Bao Chứng, Cao Kiên Thái Hậu Nương Nương, Thiên Tuệ, Thiên Thiên Tuệ. Bình thân. Thần có tội. À, khanh có tội gì? Thần buông lời hỗn lao, trả treo Thái Hậu, chống lại ý chỉ, xúc phạm Phụng Nhan, tội của thần không tha. Khanh ngẩng đầu nhìn đi, Ai Gia còn giận hay không? Thái Hậu. Khanh đứng dậy nói chuyện. Thần tuân chỉ. Lúc đó quả thật Ai Gia rất giận. Nhưng sau đó nghĩ lại, Ai Gia phải giận bản thân hơn. Tại sao Thái Hậu lại nói như vậy? Ai Gia thân làm Thái Hậu đương triều. Đường đường là mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại không biết nhìn nhận sự việc. Sao Ai Gia có thể không giận bản thân? Thái Hậu quan tâm công chúa. Như bao mẫu thân trong thiên hạ. Cũng là lẽ thường tình. Tại sao phải tự trách? Nhưng Ai Gia lại vì Trần Thế Mỹ đứng ngoài hoàng tộc, bại hoại mỹ tục, mà quên mất thiên lý, quốc pháp, nhân tình, còn muốn thoát tội cho hắn. Ai Gia là người phải thỉnh tội với Bao Khanh mới đúng. Thần không dám, thần tuyệt đối không dám. Bao Khanh, lời nói của Ai Gia là thật lòng, sao Khanh lại quỳ nữa? Còn không mau đứng dậy đi. Tạ Thái Hậu. Hôm nay Ai Gia triệu Bao Khanh đến. Ngoài việc tỏ rõ Ai Gia đã xóa sạch hiềm khích với Bao Khanh, ngoài ra còn muốn thay mặt công chúa cầu xin Bao Đại Nhân một điều. Thái Hậu cứ việc căn dặn. Bao Chứng nhất định làm theo. Không. Điều này không phải Bao Khanh nói là được, còn phải có sự đồng ý của Tần Hương Liên. Tần Hương Liên? Đúng. Nếu như ả đồng ý, công chúa muốn đến Khai Phong Phủ để gặp ả một lần. Công chúa muốn gặp dân nữ? Không sai. Đại nhân kêu ta qua đây hỏi ý cô nương. Nếu cô nương không muốn gặp, cứ việc nói thẳng, đại nhân sẽ từ chối. Được, dân nữ sẽ gặp. À, đồng ý gặp công chúa. Dạ. Thuộc hạ không hiểu, tại sao công chúa muốn gặp cô ta? Sao cô ta lại đồng ý gặp công chúa chứ? Rất đơn giản. Hai người họ đều là người mất chồng, đều phải chăm sóc con cái. Tâm trạng của đôi bên cũng chỉ có đối phương mới hiểu được. Công chúa có thể hạ thấp mình đến phủ nhà để gặp cô ta cũng được xem là đáng quý lắm rồi. Tần Hương Liên có thể dũng cảm đối mặt cùng công chúa cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai người đàn bà vô tội đều vì sự tham lam và phụ bạc của Trần Thế Mỹ mà phải gánh chịu thương đau không thể bù đắp.